Trông bạn này có vẻ ok này. Bạn này nhẹ nhàng này. Bạn này trông giống... Hả? Phải phục vụ tốt để giữ được chân khách hàng. Cánh Hạ hơi gà nhưng mà đáng yêu. Có biết anh là ai không? Ôi! Yeah. Thế thì mình phải làm quen lại. Mình không nhớ mình gặp bạn ở đâu, nhưng mà trông bạn quen lắm. Chơi game không? Mình chưa từng gặp bạn ạ. Được ạ. Cái gì hay? Bạn chơi game bắn nhau bùm chiếu không? Chơi game bắn nhau bùm chiếu không? Game gì mình cũng hay. Game này cậu có hay không? Anh gì tớ còn biết. Game bùm chiếu tớ go hay là Vagogan ạ? Siêu chiến binh Vagogan nha. Sao không trả lời bé? Vậy là ghét bé đúng không? Ghét bé sao nhở? Không trả lời gì thế. Bạn có bơ thế này. Bạn khu tu mình, bạn cứ từ mình đang loát mạng mình đều. Mình ở trên núi, mình thích trèo cao ngã đau. Lách đá đi hăn luôn ạ. Kinh vậy. Silver đến quá, hay quá. Đây nha. Ok, sắp chuẩn bị chơi một bạn nữ. Nghe bài đừng quên tên anh thì đéo nào nhỉ. Có mê lúc ta. Sao người ta chơi rap nhỉ? Đừng ngồi lại bên nhau để nói em nghe những câu chuyện từng làm cho anh đau. Cố cắn đôi môi để kế lý do tại sao như thế này. Tại sao em ngồi nơi đây còn hồn em bay. Thế giới bé thôi, không to được bằng đôi mắt em. Đừng khóc em ơi, hãy để lên vai này anh gánh vác thay. Ngày nắng quanh năm trăng sao, mà ngày mưa chỉ một ngày. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió. À, sao bạn không ấn vào chim mình xem nhở? Đừng quên tên anh. Chắc là mình hát dở rồi. Đừng quên đôi môi anh mát. Ê, ấn vào bạn xem thử mình hát thế nào đã. Rồi mình chơi game nhau. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. Và nên nhớ ai đã là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay. Đâu đó phía cuối con đường kia, cứ mỗi bên trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoài. Xin lỗi cậu nhá, tại vì dạo này tớ hơi văng ấy. Dạo này tâm trạng đang hơi tam trận. Không phải dạo này kiểu nói chung là hơi cô đơn, xong rồi tình trường nó cứ thế nào ấy. Nên là tớ hơi buồn, cậu thông cảm, tớ có hát có dở, không cậu tha lỗi nha. Không sao cậu ơi, tớ rất là ấn tượng với cái giọng hát của cậu đấy. Thật ra cậu chia tay ấy. Câu gì cơ? Nó rất là da diết đấy. Da diết á? Câu chia tay ấy. Ừ, tớ thấy nó rất là da diết đấy. Thì chia tay thật chứ có chia tay giận đâu mà chả da diết. Chứ còn gì nữa, không chia tay sao da diết làm gì. Thế ví dụ mà từ điểm 1 đến điểm 10 cậu chấm cho mấy điểm tớ còn biết này. Mà xem mà ví dụ cái mở bài của tớ nó có tốt không này. Tớ nghĩ là trong cái thang đấy thì không có cái con số nào có thể chấm được đâu. Hay quá, vậy là tớ vượt khung. Đúng không? Ừ, đúng á, vượt khung á. Ôi trời ơi, người đâu rồi đó. Bác cư tê, lại ranh lại radian rồi, lại còn kéo mồm kéo miệng này, chết người chứ. Nhưng cậu ở cánh tớ thì tớ không biết chơi game ở đâu nhá. Gà lắm. Game giản mà. Cậu bảo game nào cũng pro mà. Đơn giản đúng không? Cái gì? Tớ chơi game tớ hay gánh mà, nhưng mà tớ gánh nặng ý chứ. Sẽ gánh nặng. Mình phải tự tin chứ. Có tớ ở đây mà cậu phải sợ bố con đằng nào.
là tớ có thể tớ không Hay bánh quá. tớ có thể tớ không bánh được cậu, nhưng mà tớ là kiểu tớ búp tinh thần cho cậu, cậu hiểu không? Bạn gái đẹp 1906 á, tên lại đi. Có nhầm tên không ơi? Được không? À, ui, nhìn lỗi ạ, à. Khánh Hạ Sinh ơi. 1906, Đúng rồi. 1906 là sinh nhật cậu à? Đúng rồi, đúng rồi. 1906 là cung gì? 1906 là cung gì luôn à? Song tử à, song tử. Cậu đã bao giờ cậu quen ai nhân mã nhỉ cậu? Nhân mã hả? Chưa. Ôi, cái gì cũng phải có lần đầu tiên đấy. Ví dụ mình phải chơi game lần đầu này. Từ từ mình cũng có Chưa. nhiều lần đầu nữa, hiểu không? Thì tớ xem skin nó. Ui, trong cửa hàng tớ có nhiều skin đẹp quá nhưng tớ không có tiền mua. Trời ơi, tớ Thế ước gì thì mà cậu người miền giống núi tặng tớ đấy. cho thì beautiful. Ai Đấy nhá. da. Trời ơi, cái gì Mình lại cậu lại giống cũng tớ mới xem qua tiểu sử của cậu trên Playdua, nhận 10.000 cái đua này tiền tiêu làm sao mà cho hết được. Cậu bảo là giống tớ. Hay tớ có nhiều nhưng mà tiền án tiền sự và tiền đình á, tiền án tiền sự là lý cho những là cậu. cậu cậu đi tù rồi á? Tớ may tớ được đặc cách được về chơi game mà, hay quá này, được chơi game cậu ấy chứ. Vừa mới ra tù mà đã chơi game một tuần luôn, thế cậu Vừa ra tù có đỉnh luôn đấy. mà. What's up Tớ chào bạn đấy. bro? Bạn này đang đang Never buy bro. đang muốn tán 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 cậu sao? Trời ơi, gọi để tên là Khánh Hạ Sinh nữa, tí vào thế nào cũng có người tán này. Nhưng mà từ chưa hỏi Hạ mới biết tên Hạ thôi, chưa biết Hạ ở đâu. Còn Tớ Hạ được Hạ có người yêu chưa? Ừ. Ngồi. Tớ ở Bắc Giang nhưng mà bây giờ tớ đang học ở trên Hà Nội. Bắc Giang á? Ui, Đúng rồi. thế đôi khi cậu biết ông anh tớ, tớ có ông anh ở Bắc Giang, cũng ở Bắc Giang luôn, làm giang hồ. Cậu biết anh nào tên là Lê Đức Anh ở dưới đấy Giang hồ á? không? Ừ. Tớ thấy Mà cao, cũng cao phải, giang hồ cao to lắm, phải mét 9 nha em. Đấy, xong hay đi con xe đạp điện với cả để quả tóc kiểu ly dông súc ấy. Xoăn xoăn. Ôi, trời ơi, nổi tiếng ở Bắc Giang mà cậu không biết à? Sao tớ cũng nổi mà tớ không biết Ok. nhỉ? Không hiểu. Chắc là tớ Ủa, cậu bảo cậu cũng nổi, tức là cậu là hot girl Bắc Giang à? Tớ bảo tớ vừa đi tù với mới, cậu quên nào. À, ừ nhỉ. À, thế thì cậu là hot girl trong tù. Đấy rồi. Let's go, Ok. Phoenix. Let's go. Đấy nhá, để tớ Ok, phở ok. lại. Vô. Ồ, có phát. Rồi, 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 rồi. Điểm trợ tớ đấy nha. Tấm chết là tao bắt đền đấy. Bắt đền tiền đua đây. Ok nhá. Đấy nhá, có phải... Ai À, phải da? Ok. Thằng bắn cậu. À, thằng Reborn, bây giờ ghi mòn. Yo, yo, Phoenix, Phoenix. Where are you from, bro? Tại sao tớ 110 mấy ping luôn á? Really? Yo, yo, yo. Vietnam number one, bro. Oh, shit, thank you, bro. Mình thật luôn, là những tin thật luôn á. Phoenix, I'm doing it with Reyna. Reyna is very cute. But how do you say you are cute in Vietnamese, bro? Bạn đến từ đâu? Bạn đến từ đâu? Reyna. Khó quá, khó quá. Ê, cậu giảm một rep, khó lắm cậu cậu giảm một rep tôi đi, cậu giảm một rep tôi đi cho tôi đỡ quê kìa. Để tớ đi. Nhưng mà tớ để tên Việt Nam rồi. Cái tớ phải bảo tớ đến từ Việt Nam. Bro, she's not saying anything. Yo. Are you teaching me bad words, bro? Ow! I need healing! Sage! Sage! You back! You back! Sake! Cứu tôi! Ok! Bên đi đâu? Bên đi chả cứu gì cả! Phoenix! I need help! Phoenix! Không sao! Để game sau tớ cầm say tớ heal cho cậu nhé. Mấy thằng này không biết chơi sao game rồi. Đúng rồi, đấy, có cậu heal lắm được. Oh, you are very good, Phoenix. Beautiful. Ai? Tớ trêu bạn này, để hỏi bạn này cách tán cậu như nào nhá hạn nhá. Ôi. Oh. Hỏi cách yes, tán sir. Yo, Phoenix, Phoenix. Why she's not saying anything? Did you teach me bad words, bro? How do you say you are so cute in Vietnamese, bro? I wanna know. So cute? Yeah, so cute. Yeah, I love you. Yeah. No, not you, Reyna. Yeah. How do you say it? How do you say it? You can say tôi yêu bạn. Reyna, tôi yêu bạn. What? Reyna. Yo, Phoenix, you're lying, bro. Ác thật đấy chứ. Phoenix là lừa rồi. Nó dạy từ viết điêu rồi sao nhỉ? Ok, không chết đâu. Tôi bị lát, tôi xong rồi. Tôi bị đốt. Xong rồi các bé ơi. Xong rồi các bé ơi. Ôi, xong rồi các bé ơi. Ôi, ôi. Pikachu. Ôi trời ơi, đã có sờ lâu, sờ lùng nữa chứ.
Phoenix bro, you trolling. Cái này sao? No, cái này. I'm not bro. Bro, she's not saying anything. Okay, how do you say I want to marry her in the Vietnamese? Marry her? Yes, marry her. Oh shit, bro. No. You don't know, bro. I think you say tôi. 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 Yeah. Tôi. Tôi. Bạn này tự tin nghĩ sao? Tôi what? 30 seconds. Để ông này dậy chắc đấy đâu nên cho nó sao mà tán gái được. Thôi yêu. Yo. Thôi yêu. Yêu hu. Khăn. Đáng yêu vậy chứ. Trái tim bạn. Trái tim bạn. Thôi yêu khăn ha. Is that good? Is that good? Oh, ok. Yeah. Lọc vô tại vì người ta đã dạy cậu đọc tên tớ đâu. Ok. Bro, is it good? Is that her name? Is that how you say her name? Don't go. Okay. Bro, you're not a homie, bro. You're trolling. No. Bạn lừa rồi, ông này lừa rồi. Đáng yêu vậy. Ai đáng yêu là tớ hay là bạn kia? Chắc là bạn kia đáng yêu. Ôi, ôi, à, bạn ơi. Anh yêu tớ. Đấy, tớ cứu rồi, không sao. Có tớ ở đây rồi, không phải lo, không phải lo. Ui da. À chết rồi. Rồi xin tìm với tớ, rồi xin tìm với tớ. Revive me Sage, revive me. Oh, bắt kiệt lót rất là nhiều luôn á. Hay quá. Đây rồi, trở lại cuộc chơi. What happened? Toàn two flank. Two flank? Tôi nhặt súng. Yeah. Tớ có súng này. Cậu có nhặt không? Đây, tớ nhặt được. Đây, nhặt súng của tớ này. Không. Ôi mà. Súng của tớ mới khỏe. Súng của cậu ngại lắm á. Ôi, nhưng mà tớ thích cậu cầm súng của tớ cơ. À, ok. Bạn mới hay được. Đấy, cậu thấy không? Me bro. Yeah. I'm from Singapore. But I love Singapore bro. Really? Sao tớ bị bất kỳ lót rất là nhiều luôn á. Bị gì cơ? Bị gì? Bất kỳ lót á. Bất kỳ lót là do mạng của cậu đấy. Nó do mạng của cậu mà. Thôi bây giờ cậu vứt mạng đi. Tớ mua mua mạng mới cho. Wait what? What you say? Đúng là ở trên núi. Yeah, I live in Singapore bro. But I'm currently live in Vietnam. Vietnam number one. Okay. Yes, you, sir. Bro. Yes, sir. You ever been to Hanoi? Yeah. Cháy. Thôi. Sao có thằng đây nhỉ? Thằng lửa sát trái. Nó đây là đúng không? Cứu. Ok. Ai à? Cho tớ súng của cậu, cho tớ súng của cậu. Nhưng mà lấy súng của tớ là phải lấy tớ cơ. Ơ vậy hả? Ở đây. Sao cậu ném? Thế là đồng ý đúng không? Ok nhá. Không được, cậu phải cầm lại, cậu phải đưa cho tớ hẳn hoa hết. Sao cậu ném? Cậu ném mạnh đâu. Nè các bạn ơi. Ui. Ôi. Tao. À, đốt. Nó trên hai bồn cậu ạ. Tớ bắn được nó một viên. Không, lội tớ đấy. Thì có xa ghẻ đúng block luôn đấy. Không phải xa ghẻ, tớ quả là tớ giết beta kill rồi. Tớ giết chip mờ kill rồi. Tí tạn xa ghẻ này. Tội thật. Vô cùng. Không sao, tớ phải cần mấy ra warm up tí tớ bắn mấy cái khủng được cậu ạ. Cậu có bình tĩnh nhá. Tớ tin cậu nhá. Tin tớ thật không? Tin thật không? Có phải là tin mỗi tớ không hay tin cả ai nữa? Ai cậu cũng tin đúng không? Ôi à. Còn gì nữa? Ai. Tà đông ấy, nói chỉ làm lần thôi, cậu nhìn này. Heaven mà. Này. Ui da. Điều này. Nhìn đây. Đã đông làm lần này. Under heaven. Under heaven. The fuck. Cái gì đây mình mà. Mẹ sao có thằng đứng trong box nhở. Mẹ em nghiệt xúc thật. Ui. Chơi. Quay lại để chơi. Oh, lát đúng yên luôn. Phoenix, listen, let's go A. Để chờ bao nhiêu cậu? Thật ra? Để chờ bao nhiêu cậu? Ôi dồi ôi, còn được bao nhiêu nữa. Bằng cái tiền của tớ thì bắn nó mới bay được. Thế thì cậu mua súng cho tớ này, sẵn thì cậu mua skin luôn cho tớ đi. Nha. Không nhắc. Ở đây sao ra không được? Trời ơi. Ủa, nói mình đi chút. Go bro, don't be scared. Ôi, lag thật sự á.
để tớ flash. Tài liệu. À! Mình có một số xanh. Ô. Ô trời ơi. Trời ơi sao mày ấn quý. Ui tớ quay đổi tay ý. Mày nhảy lên nhở. My bad bro. Chưa quay lại nút, Ngày xưa ấy, nếu mà cậu không biết hả, tớ từng chơi game này, ví dụ mà cậu lên Twitter, cậu search mùa 1 top những người chơi hay nhất ở khu vực vùng Đông Nam Á này nhá, thì cậu thấy tên tớ đấy, nằm ở top 42. Nhưng mà chẳng qua là chơi game này ngày xưa xong rồi kiểu thời gian cũng phải đổi thay ấy, tớ cũng phải đi làm kiếm tiền ấy, nên tớ không phải chơi game này nữa đấy, bây giờ tớ cũng hơi gà. Ngày xưa tớ top 4 mấy đấy, tớ cứ đùa. Lúc ra cái game đấy á, mấy cái trang đầu mà nó hay có cái đặc vụ ẩn danh á, cậu có biết không? Cậu có để ý không? Đặc vụ ẩn danh á, đặc vụ ẩn danh là cái gì? Ý là người ta ẩn tên đi ấy, là tớ nhưng mà tớ ngại quá, tớ sợ mọi người biết tớ bắn hay quá nên tớ phải ẩn tên đi ấy. Nhưng mà bây giờ lâu lâu tớ không chơi hay là tớ... Cậu bảo cậu Radiant mà. Ôi xong rồi. Chim bay có bay kìa. Thi đồng đội á. Ui trắng quá. Má ơi. Ôi vô cùng luôn đấy. Trời ơi. You see. Trời ơi. Bắn được không hả? Được. Bắn được này đã đủ trình độ để có được cậu chưa nhỉ? À không, nó tuổi gì? Ok. Xin lỗi, mạnh miệng quá. Let's go mid Phoenix. Đi mid này, tớ này, đi mid là tớ mất chết là còn phải đổi mạng luôn đấy. Okay, đi này. Ok. Walk first. Đây, tớ ra, tớ che đạn cho cậu đi chút. Thôi. Anh nó đẩy ra luôn kìa. Nó đẩy xuống mid luôn rồi đó. Tớ xong rồi. Mày nhớn. Anh cậu ơi, con mọ. Mày nhớn. Ai. Ôi! Kêu bé! Đẩy kinh nhỉ? Út! Ui, Chamber ơi! Chamber ơi! Ba mít rồi, ba mít rồi. Kéo vậy. Tin tớ làm được không? Cậu tin tớ làm được không? Tin mà, tớ bảo tớ tin cậu mà. Ôi, cậu nhìn tớ này, không cần nói gì cả, cậu nhìn tớ này. Trời ơi! Nhìn này! Hay này! Sao không tin tớ đâu? Tớ gà quá! Ông kìa! Ôi! Em đổ gì thế nhầm? Đi nha! Ok! Cô em ở đâu nhỉ? Cô em ở đâu ta? Ôi hồi! Lại chú em cao! Heaven up! Heaven up! Hai Heaven! Thôi! Tha cho nó! Đi A! Để tưởng sang A với cậu! Để tưởng sang cứu cậu nhé! Nó bị heaven nó à? Chibi. Đánh quốc pháp sao nó vào được sai vậy? Thôi. Nó cứ vào được rồi. Ồ, 2B rồi. Không, tớ sẽ về. 4B luôn á, cộng giữ A. Được. Về tớ. Về đây bên anh. Ăn đầm. Đây. Ơ, clip. Ôi, tớ ấy. Rồi, làm được. Rồi. Đây. Bom heaven nha. Không biết tới là đặc vụ ẩn danh này. Tới đây luôn rồi. Nice try. Tới đây luôn rồi. Trời ơi, đến đây là con ngắm nữa. Đây thật. It's okay bro, we can still win. Trời ơi, thức tỉnh đi nào. Không dám. Cậu không muốn chơi game về tớ là cậu muốn game mà anh cua đúng không? Đâu, ok. Chúng ta cậu đang chơi tớ gà đúng không? Thôi được rồi. Bình thường là tớ không bắn cho ai xem nữa, nhưng mà hôm nay tớ bắn cho mình cậu xem này. Ok nhá. Ồ, ra là chơi mình gà. Chắc là mình không đủ trình độ để nhảy ao chơi liên quân với cả bé rồi. Tớ phải chơi game luôn. Cậu chơi chưa hết sức. Tớ thấy là cậu chơi chưa hết sức. Thì sức thì phải đợi dịp khác. Dịp nào cần sức thì phải chơi hết sức chứ. Bây giờ tôi mấy cái game này không cần hết sức cậu. Tí dạo cho là cậu không chơi với tớ rồi. Đâu, cậu mà cậu đợi tí. Ừ nha. Cua em máu nhở. Thôi.
Thứ kia, thứ kia, thứ kia. À, mà nó đứng ở trên heaven, nó giải ulti à, tiên. Ô, tổ sư. Ui. Đợi tí, đợi tí, đang về, đang về. Wait. Yo, Sky pushes the aiming. Hold on, walk up. Thì công một cái nữa rồi, công tiền. Ơ, hai bê, Sky về bê rồi. Đi. Go, bro. Sao giống con này bên trái nhỉ? Không chưa đi nè, không thấy nè. Ồ, đừng chết anh ơi. Anh đùa em rồi. Không phải, trong say vẫn còn một. Heaven 1, bom đâu ấy? Không, giống mắc quá. Bom Heaven á. Yeah, đúng rồi. Thế này. Ai nhỉ? Ai là chỉ sai bro. Ôi. Này. Is it good? Trời ơi. Mà ai mà chơi game mà sao quá nhỉ. Nhóc ác nhỉ. Mình nhóc lóc chóc lóc cóc. Ghê này. Ủa, cậu biết rap luôn à? What's up bro? Wait, what you say Phoenix? I say you nerf Reyna. I nerf Reyna? No, I like her, but not nerf yet. Oh, sure. Yeah. I pray. 5 mid, bro. Okay, bro. Let's push 5 mid, trust me, dog. Yo, you come in, you molly left and you flash right. You got it, bro? I'll right behind you, okay, I'll kill him. Don't worry about it. Okay. Yo, Harry. Yo, tell Reyna in Vietnamese I'm handsome. Tell her. Can you tell her for me? How do you say it? How do you say if you have a big peepee? Yeah, big peepee. How do you say it in Vietnamese? Happy. No, what you want? It's okay. You don't need to tell me. I'm so high. On B. Mẹ nó. Ui. Đồ má nó mù. Ơ. Ok. Yo. Kill, go shoot him. Bắn đi đồng đội ơi. Này. Ôi. Trời ơi, đồng đội đâu? À, đồng đội bị lửa. Yes, you can win this chamber. Let's go. Go đi. Hey. What? Oh, yo, Felix, I have a question. Felix. Yeah. Cristiano Ronaldo or Messi? Okay. What? I asked you. Ronaldo or Messi? You mean okay? What? Ronaldo or Messi? No. Số của tớ á, đây có ghi này, 093. Súng. Lấy số của tớ. Yo, listen. Ronaldo or Messi, bro? Messi, bro. Okay. What? I love Messi. GG, bro. We cannot be friends. Lại xả lơ rồi đấy. Thôi mà, sao gặp con này? Không sao, tay mình vẫn hành Sage. Trời ơi, mặt Pikachu kìa. Không sao, làm được. Hoảng loạn. Yo, Messi, come on Messi. Let's go Messi. Hay, hay ạ. Ôi, làm gì đây? Ui, viên đầu cũng trúng kìa. Yo, you cannot wall bang with that, bro. Plenty B. Trời ơi. Cuốn cả. Ah, cái gì đấy? Trời ơi. Ok. Oh, what the hell?
Ông làm gì đây? What? Hay quá. Messi. Ông nghĩ là nó làm được không? Ông. Ôi, bên trái. Bên trái. Ôi. Vô cùng luôn á, vô cùng luôn. Chamber, Chamber, my best friend, bro. Where are you from, dog? Did you drop me this? Guarantee win, guarantee win. Trust me, Chamber. Please, I love you. Trust me, bro. Bro, we're winning. Trust me. One time, bro. Chamber, my best friend. Ô, người đấy cảm ơn mà không hút máu á. Cái nãy tấm không hút máu và luôn là kia rồi. My bad. How about this? How about this? Please, bro. Ơ, thằng này không drop tờ súng nè. Cậu cầm súng và bắn đi. Không nào cơ. Ai bắn năng. Được, nó làm cậu tự hào nha. Ơ, bắn chết cái thưởng gì không này. Để thằng này cho cậu xem nha. Ô, nó bảo ai rồi. Come on, Messi. Wait, Messi. Phòng là đẹp. No, I'm dying, bro. Ủa đấy, cậu Ali Mini á. Ủa, trông phim hoạt hình nhỉ? Mini á. Cậu lát ra được. Ủa, tụi lát rồi, bắn đó. Lát rồi, đợi, đi ra. Ô, ăn cướp tờ Chamber ơi. Shot yet luôn mà. Ê. Two no. Trời ơi. Oh shit. Sao lại làm thế nhỉ? Trời ơi, phi chết là xong rồi, trời ơi. My bad bro. Hay rồi, hay rồi. Có chết hai, My bad bro. My bad. I'm sorry. Ê, tao bạn này, cậu chỉ cần đứng đây thôi. Đứng đây thôi, xong cậu lát cho tấm ra một quả ngoài bi mini. Trời ơi, thế mà không có phi được. Nhưng mà nghe tiếng nó lát hay là được lát luôn. Đừng lát gọi, nếu tao bắn trượt thì lát nha. Ok. Có, hay. Thôi trời ơi. Cả tấm mít nha. Ok, outside B. Ê, cậu ở bên đi. Mà đi bên đấy. Yo bro, care A bro. Không, cậu có nhìn bên kia đi, tớ nhìn bên này cho. Cậu đang đứng đâu đây? Kia nó vẫn tớ thường mà. Cậu đứng ở đây tại vì... Cậu... Không. Sợ chết. Hay sao? Không. Tớ tưởng cậu sợ chết, hóa ra cậu muốn ở gần tớ. Tổ... Nhưng mà tớ chết rồi. Sao cậu không ở gần đó? Cậu đi, cậu đi thì ai mà bảo vệ được cậu? Trời ơi, cái gì đấy? Cậu đuổi mà. Cậu thật đuổi đâu? Cậu đuổi đâu? Trời ơi. Cậu không biết sao đuổi cậu đi được. Cái gì đấy? Cái gì đấy? No, go away. Hay quá. Ông nghĩ tôi làm được không? Ông tin tôi không? Thế còn? Thế còn nói cậu tin đẹp đi. Left. One side. Trời ơi, cậu 10 điểm, cậu tuyệt vời. Mỗi tội là anh ấy 10 điểm, anh ấy tuyệt vời. Mỗi tội là anh ấy đuổi tôi đi, thế là tôi chết. Cậu đuổi lắm. Anh ấy đuổi cậu đi lúc nào? Trời ơi, anh ấy đuổi cậu đi. Không đuổi cái chữa một tôi thế, tôi có đuổi cậu đi đâu. Đó, để tôi ném một lát, tôi cover cho cậu. Nhưng mà cậu bảo là khóc. Cậu phải lát cậu khóc. Đâu, không phải, tại vì tôi sợ nó lên heaven nó giết cậu trước ý. Nên là để tớ ở đây thôi, để tớ gọi như là tớ bao quát bên này cho. Chứ không phải là tớ đuổi cậu đi đâu, trời ơi. Cậu lát nhưng mà anh ấy đuổi tôi. Thế thì còn mấy điểm hả cậu? Anh không có điểm này. Này thấp thế. Còn ăn làm gì nữa, nhưng anh ấy không điểm rồi. Chán không? Chán thì trông. No mid, có tiếng Chamber tên này. Kiếp không biết. Tiếng đâu cơ? No. Đúng mê à? Nghe tiếng Chamber tên này. Ờ, bé hát. Phá thử này. Này, come in. Đoạn đi nha. Nhưng mà này. Có vào ấy. Ui,
Trắng chưa? Ủa, nó đã vào đâu? Cú lừa Big Phương rồi. Không, nó hết skill rồi. Leon hết skill rồi. Một thằng. Ơ, một vip. Ý dinh tiếp theo. On heaven. Sao kia ở heaven á? Go, fit. Heaven đúng không? On heaven. What? You're all bro. What me? What? Oh God, bro. Wait, what did you say, bro? Ok, không để ý cậu đóng cửa. Ê, sao? Ok, bắn người ta bắn hay thế mà không được khen câu nào thì... Ê, rất vui. Cô ơi, 10 điểm, cô ơi... Cô ơi, 10 điểm, cô ơi ngọt ngào, cô xin tôi súng, nhưng mà cô ơi không khen tôi. Không, tôi muốn súng của anh ấy đấy. Tôi là tôi muốn khẩu phân tông của anh ấy đấy. Anh ấy có thể rút cho tôi không nhỉ? Không, tôi mua tôi mà. Đây. Rồi, let me pick it first, Mụn quá. No way. Let's go B, care B. Ali rồi. Oh, I'm coming, bro. Let's go Sage. Oh, không sao. Ôi, nó bật tinh linh bù đường rồi. Đừng Pikachu! Ra đây Pikachu! Pikachu! Anh đi ngon! Am I good, Phoenix? Am I good? Lắc tôi, không nhặt được súng. Có mất súng nhưng cậu vẫn có, còn được tớ mà, có làm sao đâu. Mất súng định được. Cái quan trọng có mất đâu mà lo. Đúng không? Tôi vẫn đây mà. Alo. Phoenix, she wants your phantom, bro. Đấy. Ok, cậu không đi xuống được cậu à? Đấy, xuống đây. Đâu, tôi đưa xuống cậu mà. Ủa, hay. Ủa, em nào, thí sinh tiếp theo. Flat đi. Flat đi cậu. Ờ, nó ở góc dưới. Dưới à? Có à? Bên nữa không? Một phần xích đi. Trời ơi, khó thế. Ôi. Có gì đi? Ôi, sao có cái tường ở đây khó quá. Mình Phoenix, what are you doing? Phoenix what are you doing? Sorry, my bad. How do you say sorry in Vietnamese, bro? Sorry, xin lỗi, bro. Wait, what? Can you say that again? Đáng yêu ấy trưởng. What? Từ. Say that again. Xin, listen, like xin in listen. Listen, listen lời. Listen! You play League of Legends? No, bro. Xin lỗi, bro. Okay, listen. Let's go. Listen. Oh! There we go. What? Yeah, you sound. Oh! You bet. You bet, oh, I bet, oh, you bet. Oh! Two more. Ê, nó thả chó, nó thả chó. Chó cắn, tên bị chó cắn. Cứu tao với. Chó cắn đâu rách rồi. Hay. Trắng quá. Sao tao làm được. Tên bị chó cắn. Hay hạ ơi. Ơ, cái thật kết xả ốc đâu. Bro, what you doing, Phoenix, bro? Please, Phoenix. Where are you from, Phoenix? Which part of Vietnam do you live? Yeah, I'm from Vietnam, bro. Yeah, but which, where in Vietnam, bro? Where in Vietnam? I know where are you from. I know where are you from. Bình Dương. Bình Dương flashbang, right? You flash from Bình Dương. I know. Cậu mua tắp to đi, Đây, tờ bay cho cậu, tờ bay cho cậu, sao mấy chè được rồi. Mấy chè á? Đây, drop rồi. Ê, cậu lát ra tấm một quả đây đúng không? Ta đây cậu lát luôn nha. I don't know, bro. No, not Bình Dương, Pete. Lát luôn này. Nữa này. Hay rồi. Ô, thằng binh rồi.
Ôi da, đông thế, 4 thằng ở đây ạ. For 2 more admin. 3 more admin. Just watch chamber. Hay quá. Bắn tiếp. Sao thằng ở đây là có nhiều ulti quá. Ôi xong rồi. Ôi, hay. Ôi, 1v2 bro. TNT. Bom ape. Ôi xong rồi, sao không hồi sinh mình. Em đã mở cỡ rồi. Ơi. Xong mà cái đứa cỡ giấy được xong rồi kia là cậu thấy đồ không ngay bộ ở đây hả? Thế này ai mà kiếm nổi chứ? What? What happened? Quả đấy rất là xa. Wow, tôi xong rồi. Sao anh ra này rồi? Oh no. Okay, bro. Very good player. Phoenix, very good. Bình Dương player. My name, bro. Pino. Pino. Pino NTK, bro. That's my name. Yeah, I sell Crossfire account. You wanna Crossfire account? Oh! Oh, yo, help me, bro. Help me, bro. Là hiểu chưa? You hate me, bro. You hate me? Yeah, I have you. Oh, you have me. Oh, thôi. Nó bom luôn rồi. Ơ, sao không nhìn thấy vậy? Ôi, trời ơi. Đi nó. Ôi, hay quá. Khó thế, trời ơi. Hay, thôi xong rồi. Are we going to OT, bro? Cái đồ game này căng quá. Mà không sao cậu ạ, mình có niềm tin. Ui, tạm được. Yo, go OT, bro. We can win, guys. Trust me. Bé, Is it B? I'm coming. Yo, let me watch mid. Tớ nhìn mid cho, Cậu lát mid một quả được không, cậu? Cậu có lát mid cho tớ một quả đi. Cậu lát mid cho bé một quả đi. Không thấy. Bé không thấy. Mid lia. Bê đông hay không? Bé đông. Nó sắp ra đây ăn thịt bé. Ôi, mid một. Ăn thịt tập sao được bé. Bé hơi đỉnh đó. Nó về A rồi á. Không giống lắm. Is it B? No, Go. So go or not go? Yes, go. Not go. Oh no, go. Okay, go. Okay, okay. Careful, Summer. Vào này. Vào heaven nhỉ? Vào á? Vào, sử dụng được. Là người ta vào. Chưa. Không, cậu cứ ở đấy đi. Tớ thích là... Vào đó. Tớ thích ở cạnh cậu cơ, tớ không ở đây đâu. Oh fuck. Oh no. What? Wait. It's okay. Calm down. Nice. Calm down. Everyone calm down. Wait for me. Nice. Very good chamber. GG.